Chào bà con cô bác trên kênh của Thùy Kim Khiết. Hiện tại thì mấy chị em tụi em đang có mặt, mấy anh em tụi em chứ. Lần này tại vì có thêm anh Thái rồi cho nên phải gọi là mấy anh em mới đúng. Dạ, hiện tại thì mấy anh em tụi em đang có mặt ở ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Dạ, em xin giới thiệu sơ các thành viên trong nhóm của em. Hiện tại là có anh Thái, tôi người miền Tây. Dạ, chào bà con cô bác ạ. Với lại bé Thanh Kiều. Dạ, xin chào bà con cô bác ạ. Với bé Mai bên Kim Khiết. Dạ, xin chào bà con cô bác. Dạ, em là Thùy Kim Khiết ạ. Dạ, ai cũng biết, dạ kênh chị. Dạ. Dạ, bây giờ thì mấy chị, mấy anh em tụi em đang đi vô thăm hoàn cảnh của một bé ở đây. Và hiện tại thì bé này là bé thứ 5 đúng không em? Dạ, đúng rồi, bé thứ 5. Cũng là bé trai hả chị? Bé trai luôn. Bé trai thứ 2. Dạ, bé trai thứ 2. Ở đây giống như là chân núi hay sao chị ha? Mà tre quá rồi tre luôn á. Chân núi dài. Chân núi dài hay? Ừ, chân núi dài. À dạ. Chân núi dài. Núi dài là một trong năm dãy núi của Châu Đốc mình. Dạ. Dãy núi Thất Sơn đó dạ. Ha. Dạ. 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 Chào anh. Em dẫn mấy anh chị đến đây để thăm cái hoàn cảnh của bé là tên là Nguyễn Văn Sơ Đồ. Nguyễn Văn Sơ Đồ. Dạ. Một tên hay quá ha. Gia đình của bé cũng rất là khó khăn ha. Mời mọi người đi theo chân của bé đến gia đình nhé. Dạ. Rồi con dẫn mấy cô chú đi đi. Hỏi rồi bé tên gì? Dạ. Sơ Đồ. Sơ Đồ. Con bao nhiêu tuổi rồi? 13. Con 13 tuổi hả? Dạ. Con đang học lớp 7 hả? Dạ. Giờ là mới đi học về hả con? Dạ đâu có đâu, học buổi sáng nữa chứ chị. À, học buổi sáng thôi hả? Là biết phía trong này mới là nhà của bé nè. Nãy giờ tưởng ở ngoài. Tưởng ở ngoài. Sơ Đồ con ở nhà với ai Sơ Đồ? Với cha mẹ. À. Đây là mẹ con hả? Dạ. Giới thiệu thành viên gia đình mình đi. Ai đây? Sơ Đồ. Em là mẹ của bé Sơ Đồ dạ, hả? Dạ. Dạ. Rồi đây là ai nữa? Cháu. Cháu ruột của mình dạ, hả? Cháu ruột. Dạ. Nhà của mình có mấy thành viên vậy? 4 người. À. Hai vợ chồng với hai đứa con. Bé Sơ Đồ rồi còn một bé nữa hả? Dạ, đứa nữa là lớn, thằng thứ hai, thằng này út nè. Bé lớn bao nhiêu tuổi? Bé lớn 14 à. Dạ. Hai anh em là cách nhau 1 tuổi. Dạ. Sinh năm 1. Sinh năm 1. Ủa còn ông xã em giờ đi đâu rồi? Ông đi mằng. Ông xã em làm gì? Ông đi mằng mướn người ta, ai mướn gì đi mằng đấy. À. Ủa rồi em làm gì? Ở nhà thì cơm nước với mấy nhỏ đi học á. Dạ, ở nhà không? Như ai mướn thì mặn gì thì mặn, ai không mướn thì thuê ở nhà. Dạ. Bé còn đi học không? Còn. Hai đứa đi học hết. Lớp mấy rồi? Thằng này lớp 7, thằng kia lớp 9. À. Vậy là bé học được không? Học cũng được cô. Học cũng được. Kêu con cứ đi luôn. Học cũng được ha. Học sinh gì? Học sinh cũng tiên tiến vậy á. À, tiên tiến à? Cũng được. Yeah. Bé ở đây bé đi học sao? Học đi xã. Đây. Đợt khởm người ta mới cho chiếc xe đạp đó. Ừ. Rồi sáng là tự đi học. Xe đạp mà nào? Nè chiếc xe đạp đó trong đợt khởm nhà trường mới cho đó. À. Cô nó đang cô nó xin chờ cho nó đi. Cho nó. Ừ. Ủa rồi anh chạy chiếc xe đạp cùi này nè, cô nó thấy tụ nghiệp bởi đăng ký có xin cho chiếc xe đạp đó. À. Xe đạp nhỏ xíu đó. Còn xe này của anh nó đi học. Ủa nhà này là nhà của mình cất rồi hồi khi nào vậy? Hồi đó người ta cho á, nhà họ từ thiện cho đó. Người ta cho. Dạ. Mà cất trên đất của nhà mình luôn đúng dạ. Không? Cái bàn này để cháu ngồi cháu học hay vậy? Dạ. Bây giờ nó ăn cơm chứ nó học đó. Nó lắc quá vậy? Học trên bàn này hả? Ôi. Vừa đưa giỏng luôn vậy. Anh Thái lắc ngồi nó gãy lên. Đền nó nghe, đền nó nghe. Có gì đâu, có cô thì đến thăm rồi mà lo quà. Mà sao kê nhìn nó trông trên quá ha. Cái bạn nó cũng kinh. Ủa đây cả nhà mình ăn cơm ở đây không hả chị? Anh Thái lắc nữa kìa. Lắc rồi nó ngã. Rồi xin phép chị vô thăm nhà bé, chỗ học hành của bé coi sao. Dạ. Đây, dẫn mấy cô đi cho chú vô thăm à. Đi luôn chị. Dạ. Có học có bạn, có bọn gì đâu vậy hả? Nhà đây cũng có tivi coi ha. Phải không? Cũng có tivi phải không? Tivi coi YouTube được không con? Coi YouTube được không? Nếu muốn coi YouTube được hả? Khi bắt được nhưng khi bắt không.
Cái đó là chỗ ngủ con hả? Nước tự nhiên gắn cho nó mà cũng không có gì điện thoại đâu coi. Dạ. Ủa mà cũng mà mình cũng có mạng, cũng có wifi phải không chị? Có wifi mà không có điện thoại. Ủa không có điện thoại hả? Dạ, không có điện thoại cái nào hết trơn á. Dạ. Vậy là hai anh em của bé tối ngủ đây hả chị? Dạ. Không có điện thoại cái nào chân hư hết trơn, được không? Không nổi nó cho rồi hư hết trơn à. Không có cái điện thoại nào coi đâu. Nhà này mình cất lâu chưa chị? Cũng 6-7 năm mà ta cho. Dạ. Mấy đàn hội từ thiện người ta cho đó rồi cái đồ xin tùm dông nhà cái đó chúm nhau cắt nhà. Dạ. Ta cho được 40 tấm thiết. Rồi nó về chúm nhau làm nhà ơn dữ. À mà chị tên gì ha? Em tên Trang. Chị sinh năm mấy? 89. 89 à, vậy xưa kêu em đúng rồi. Nhà thấy cũng lũng lỗ tùm lum hết trơn rồi. Giọt hết trơn, chị mưa giọt hết trơn, nhà sau là hứng nước mưa luôn rồi. Nhà bếp là trời mưa là hứng hết trơn mà không có chỗ nào mấy nữa. Mẹ thằng này ngủ chỗ này nó cũng giọt nè, nó mất để tấm xung vậy đó. Bằng đêm nào trời mưa bự nó phải để tấm xung nó mụn thôi khỏi ngủ luôn. Dạ. Coi coi gia đình này, mấy mẹ con sinh hoạt làm sao? Ngủ là ngủ ở đây. Ngủ ở đây. Ngủ ở đây. Còn em để trong buồng. Dạ. Sao giọt đây? À, giọt trong bếp ở trên luôn rồi, không có chỗ nào chứ nhà bây giờ không còn chỗ đâu được. Ở dưới kia là nhà bếp hả? Dạ. Có chiếc xe này đẹp quá chứ. Đã mới cho đó, nhà trường mới cho đó đó. À. Cho luôn đó. Nhà trường cho đó. Ủa rồi anh đi làm rồi khi nào về, mấy giờ về vậy chị? 4 giờ cũng chừng, 3 giờ, 2 giờ tôi muốn về, giờ nào về. Dạ. Tại sao nhà bếp là mấy bạn luôn, nhà bếp quá. Bộ ngoài sau này mưa dữ lắm sao mà mất lấy mấy áo mưa đậy lại hết trơn. Trời mưa nó giọt hết trơn, nó đậy lại vậy đó. Cho em vô coi sơ nha chị. Ủa chị ơi, anh đi làm đỡ không chị? Cũng thì ta muốn mặn thì nhầm khi thất nghiệp, trời mưa trời gió nhiều trong có mặn. Hình như trong này có con chó phải không chị? Nó đang gừ. Chó mà hà. Ủa sao? Rồi anh đi làm rồi cỡ một tháng thì cỡ nhiêu tiền? Không biết, không có tháng đâu. Ai muốn ngày nào thì hai người nấy chứ không có tháng. Một ngày như tháng nhiêu tiền? 250. Ừ. Ủa chiều rồi mình cơm nước gì chưa chị? Ăn rồi chị. Dạ. Gia đình mình ngồi đâu ăn cơm chị ha? Chỗ đó, cái bàn chỗ đó. Chỗ cái bàn à, nãy anh Thái lắc á ha. À, cái bàn chống ông đưa đó hả? À, nhà em khách lại nhà đâu có chỗ ngồi. Có chỗ bộ giặt đi với cái bàn đó. Là nhà cha mẹ cho ra riêng hay gì vậy? Cho ra riêng á. Có vợ nè, em có chồng năm tuổi. Tầm năm em 20. 20 hả? Ừ. Vừa toàn đôi mươi luôn hả? Ừ. Còn chồng em thì bao nhiêu? Chồng em 39. Còn em năm nay 39 hả? Ừ, ổng 39. Còn em năm nay bao nhiêu? Em 35. À. Này nhà là mình cất hay là người ta làm từ thiện người ta cho? Từ thiện người ta cho. Dạ hả? Ừ. Làng anh Tâm, anh xin anh Tâm ăn ấp á. Đang lúa. Giờ nó cũng lũng hết trơn. Rồi là về là cắt. Chắc mưa rồi chắc ở trên nước kia cho nó tụt xuống đây ướt nền không, mà suốt hả? Không. Nền không có ướt. Ướt này ấy à. Bé này bé lớn hả? Nhỏ, nhỏ. Nhỏ. Nhỏ còn mấy đứa? Hai đứa. Hai đứa con trai luôn hả? Ừ. Ủa rồi chị ở nhà chị có nuôi gì không? Có mận gì không? Hay là em đi mà mướn không à? Ai mướn gì thì mặn nấy. Dạ không có nuôi ví dụ như bò, nuôi vịt gì. Không, không có nuôi con gì hết. Dạ. Ủa rồi bình thường mấy bé học là ở đây luôn hả chị? Ờ, học ở đây chứ thôi các bạn trước. Này cất bao lâu rồi? 6 năm, 7 năm gì. Này chắc cầu các hội rồi các hội thiện nguyện rồi người ta có tài trợ đồ cất chứ không biết nào mình cất nổi nhà. Đúng rồi. Nói ông này mặn ngứa ngay 250 nó hai này đi học không à. Cũng xiển nỉ mà kiếm công việc gì mặn ngàn triệu á, mặn kia 250. Trời trời ai muốn? Trời ở trên núi rồi kiếm ngàn triệu. Mình ra giá bây giờ tôi mặn tháng ngày phải trả 1 triệu tôi mới đủ nuôi vợ à, con. Đừng bà mướn 150 người ta không mướn. À, không mướn thì không làm. Thì không làm mướn nhà trên núi. Nói thì ai chết biết liền. Bởi vậy. Thì nói là bây giờ tôi không mướn tôi không làm cho ai nhịn đói chết biết liền. 20-30 ngàn cũng phải đi kiếm đằng vui đi cho nó đi học. Rồi như là bình thường đi làm mướn là chị làm công việc gì? Như ai mặn mướn mặn có thì mặn có, tôi mướn mình dòng bầu, như ai mướn gì mặn chung là công việc mặn mướn là anh cũng hiểu. Tại vì xưa ba cha mẹ anh cũng đi mặn mướn.
Rồi người ta kêu tới nhà, người ta kêu mặn gì mặn nấy. Thì ai kêu mặn gì mặn nấy? Nhà mình có đất đai rồi mình làm thêm thì qua mai mình thay đổi được cuộc sống hoặc có cái nghề gì đỡ. Còn em không có đất đai là không thua có luôn. Đất là thua rồi. Rồi đi mặn mốt tới lớn tuổi nữa là mặn không nổi là còn khổ nữa. Thì mình ráng mình có tích cụm đừng để dành gì nữa để già đừng có tiền uống thuốc. Rồi, chứ không lẽ đi xin người ta. Ráng làm cho hai đứa nhỏ nó đi đúng đi rồi. Học. Thì đó ổng ráng ổng mặn bưa cho nó đi học. Ủa còn anh lớn đâu vậy? Nó với ngoại á. Ngoại với đó hả? Dạ. Này là cháu hả? Là cháu. Rồi bé lớn học được không chị? Ừ, cũng học cũng giỏi. À, vậy cũng đỡ. Học thầy cô không có mắng vốn, học giỏi, cũng lĩnh thưởng. Anh này phong trào cũng có, không. Phong trào nào cũng có hết trơn. Nhà này, trường người ta thấy nó ấy nó vô phong trào này kia nổi ra tôi cho dở cho này. Đất đất nhà hả con? Nhập viện cơm được không? Ăn cơm. Con có được bao nhiêu đây hay là được con gọng nhiêu này nè. Trời ơi. Tại là của bà ngoại cho á. Coi cái gì đây sao cắt. Ngoại không cho nhiều ngoại cho một xíu vậy? Có đâu. Dạ. Cái nhà nhỏ xíu giống như một cái chòi để người ta giữ vườn ha. Ừ. Này lúc đổ hết này chắc mưa chắc bị tạt lắm. Tạt. Này giờ chỉ hy vọng là anh Thái rồi quay rồi chia sẻ rồi bà có bác cất cái nhà 200 triệu rồi anh Thái. Tối dài. Ở nhà hát hay lắm hả? Cứ theo cà khẻo. Em chồng có cho có coi được đâu. Không coi được cho chi vậy? Thì để mất đi tét. Đây có vàng luôn. Đầu đĩa là xưa không nội ơi. Dữ lắm nè xưa. Nè thấy không mắc lắm nè, phá lại nè. Không phá lại xong mắc nè. Em khóa lại luôn. Phá lại chứ. Đó. TV này muốn theo coi được không có gì nè. Đúng rồi đó, anh qua thấy đúng rồi đó. Đúng không? Đúng rồi. Anh dỗ sao hồi ta hát anh coi được không? Anh dỗ mới em nghĩ coi được anh Thành đó. Ờ, nhầm khi nó bắt nó lên, nghĩ nó không lên đó. Bây giờ sao biệt giờ coi coi. Nhầm khi coi được, nhầm khi coi không được đó. Vậy hả? Nó lên mới sợ đó. Nó lên mới sợ. Rồi ngồi xong rồi đi. Thường là lên rồi. Thường. Sao vậy? Thường á, trong chè nhảy đi sửa cho tôi á. Thường. Lấy coi thần sự luôn. Sao biệt giờ chị biết anh đó không? Không. Đó là mạng lên giường rồi đó. Có mạng á anh hình như không vô được thôi. Em không có coi điện thoại đâu, có điện thoại có bấm đồ biết. Ảnh là bên cái gì ta đứng. Cái đó đồ cổ rồi. Đồ cổ. Còn dính hai cái là quyền trên tay tử giường á. Biết rồi mà không có điện thoại không có coi đâu, không có biết đâu. Điện thoại này có đâu mà coi. Anh đóng phim ông bánh mì ông màu. Biết rồi. Rồi. Dạ ơi. Nhớ lại bông quát xem ghê. Rồi sao ở nhà không đi làm sao dọn cho nó gọn lại? Dọn đó, gọn. Theo tùm lum vậy. Không có chỗ ở chứ nhà sau là không có chỗ nào để nhưng trời mưa nước nhạt. Cái bếp nó dột hết rồi. Là dột chỗ nào? Trong cái bếp kìa, để con xu vô đồ đạc treo chảnh á, trống á mà không có chỗ để. Mưa nó dột. Còn một cước. Rồi tính rồi cho mấy đứa nhà họ, còn qua tới khi nào? Thì học nổi chừng nào thì học, chứ có tiền lo tới đâu hay tới đó. Bây giờ tụi nó đi học là một tháng tốn bao nhiêu? Thì sáng cho đi 20, thằng 20 hay thằng lại 40. Vậy ngon rồi. Con anh chảnh tháng đi học sáng cũng 20 chứ nhiêu. Vậy sao? Thiệt. Thì nó sáng đi học cũng 20 mà, đâu có vô học. Chứ sáng anh thấy có 10 ngàn ăn sầu no, nít nữa. Ừ. Xuống trường dễ cơm hết 10 ngàn. Nhưng rồi. Mà sáng anh dậy sớm anh chưng cơm cho nó ăn đồ. Em cũng chưng cơm đó. Có hả? Ờ. Rồi xong rồi trưa nấu cơm anh đem vô trường cho nó ăn. Ừ, ăn cháo trắng kìa, bữa nay hết gạo ăn cháo trắng luôn. Hôm nay cũng lớn rồi hả? Chắc bác đi làm thấy mồ rồi hả? Đúng rồi. Bác con đi làm gì vậy? Có làm gì đâu. Nó không có làm gì kìa. Dạ, cái nhen bò chuột đó. Dạ. Con nhiêu tuổi? 15. Mặc áo của cha hay gì mà gọng dữ vậy? Của con. Nó con cho gọng gì vậy? 15 lắm mấy? Lớp 9. Học giỏi không? Cũng được. Chắc chơi thể thao giỏi. Đúng không? Chơi được môn gì? Môn gì cũng chơi được. Ví dụ ơi. Đá banh, quấn banh, cà vua. Ờ. Đúng rồi hả? Trúng cái đầu. Học rồi có bằng khen không? Có giấy khen nào không? Có. Dạ có. Dạ có. Cái chuyện đó là lớn như lạ con dạ thưa là ông bà chú sẽ thương con không? Đâu giấy khen đâu chú coi coi. Để về ngoài. Vậy hả? Để bên ngoài hả? À, tại biết sao tại sợ đi mưa dột hả? Đi mặn đó, em đi mặn đó có ai kiếm thì bả đưa giấy tờ cho người ta. À. Không có nhà hai chồng đi mặn. Vậy chắc gia đình chắc cũng nhiều người tới thăm không? Có như quý ban rồi lên tới lấy giấy tờ đựng này kia nọ nó rồi bà đưa giùm. Ngoài ở gần đây không chị? Ở chiếc cửa. À là hồi nãy cái nhà ở ngoài là của ngoại đó. Rồi cái biệt thự đậu xe hơi ở ngoài hả? À, thì ông què ngồi trước cửa đó.
ông người ta biết ông ngồi ở chỗ đó chính ngoài rồi đó, ở ngoài đó. Dạ ông ngồi ở chỗ biệt thự đậu xe hơi ừ luôn kìa anh. Biệt thự đó đang kia đó hãy nãy vô có biệt thự đậu xe hơi thiệt bộ à, thì nhà có ông ấy Số Dũng không ở đây em Số Dũng giàu nhất không khá giả mà chưa có đất ruộng nhiều à. Nhà này mình buổi trưa nóng không chị? Nóng. Biết nóng không ở đây tới trưa mai thì biết rồi. Giờ này chiều mà không nhiều, thấy nóng nữa. Ở ngoài là nhiều chết, ở trong nhà nóng nằm. Đi tối ngày có ở nhà đâu. Ở đây mình xung quanh vườn chút cho nên nó cũng đỡ. Ừ. Em để ý nha, những cái nhà mà kêu bằng hộ khó khăn á, xung quanh nhìn rất là đẹp, dạ. View rất là đẹp. Bữa đi Đắk Nông cũng vậy luôn á. Ừ. View nhìn xuống Hồ Tà Đùng đồ đẹp lắm. Nhà bên dưới của vách núi luôn, nhìn đẹp lắm. Kiểu ở heo hút á nhìn những cảnh đẹp lắm, còn ví dụ nhà người ta khá người ta ở mặt lộ á cho nên nhìn bê tông rồi nhìn nó xấu, còn nhà người ta ví dụ nhà khó khăn rồi vô ở trong miệt sâu sâu ở nè nhìn cảnh đồ đẹp lắm. Cửa xe đó ai cho con cái gì ạ? Phải con của em. Ai cho em con hay là ba mẹ mua? Mấy chú gì cho để trong vườn à. Hai anh em nãy em học lớp mấy? Lớp 7. Dạ, hai em học chung trường hả? Dạ. Rồi đi mạnh đứa nào đi hay sao? Dạ. Ờ, không đi chung? Không chung buổi hay sao? Chung buổi nhưng mà nó về khác giờ. Này chắc nay bữa nay bé này chắc nay bằng 3 rồi quá. Đúng không? Ừ. Cao bằng 3 đúng không? Dạ. Có phụ được gì cho cha mẹ không? Được. Làm gì? Nhưng mà ai mướn chuyện mà lặt vặt nhỏ thì nó đi làm là làm luôn á. Ờ, ngày mấy chục, 7, 8, 4, 5, 3, 4, 5 cũng làm hết. Lụm gáo luôn. Ờ, thì em dẫn theo dọn bầu cũng đi luôn. Mặn gì dẫn theo bữa đó. Bắt đi làm, bắt nghỉ học luôn. Có đâu, chủ nhật chứ nghỉ hè. À. Chứ mấy ngày thường dễ vậy. Ờ, thôi vậy cũng được, thôi gán làm cho con nó học. Chứ ở mình nghèo rồi, chứ giờ đi làm học. Đi làm thì anh thấy cũng kiếm được ít tiền á, nhưng mà rồi cuộc sống sau này cực lắm. Dạ. Ở đó em học tới lớp mấy? Em học có lớp 3. Rồi ông xã? Ông xã được lớp 9. À. Rồi sao hai vợ chồng gặp nhau? Ta chỉ. Ta chỉ hả? Làm mai hả? Ta chỉ hả? Ta chỉ không tới ông lộn luôn hả? Đây còn ai chỉ không chỉ giùm anh cho mấy đứa em nữa kìa. Còn nhiều của em á. Mà đứa bữa nay. Ừ, khổ hả? Công ăn chuyện làm rồi đàng hoàng nha, đẹp, hát hay luôn. Giỏi. Hai anh em chênh lệch có 2 tuổi mà sao nhìn đứa lớn đứa nhỏ chênh lệch nhiều quá. Bình sữa. Đi học thầy kia nó bình sữa không à. Này nhìn công tử. Ờ, nó có chút xíu à. Nhà có túc đắng. Thôi mốt là gán học đi rồi mốt cất nhà bự cho cha mẹ ở giống như chú Phương Dừa nè. À. Chú Phương Dừa nhà chú hồi đó cũng xíu gì. Nhà chú mà bão tới còn sập luôn rồi. Dựng lá. Chờ bây giờ luôn đỡ cái nhà em mỗi lần rồi chờ mưa lúc lần anh Tâm không xin cho thấy con hang ngủ là hai chồng hết dám ngủ luôn đó. Chờ mưa cái ngói trên nó vớt xuống tưởng là ngày chết queo rồi nè. Nó bút tấm ngói xuống mà lần thấy cắt nhà hai mái đó mà cái nhà lá. Rồi, hả? Nhà ngói hả? Ờ nhà ngói đó. Cái anh Tâm thấy như vậy anh đi xin thiết cho đó. Tưởng này chết nè, vớt nó gió quá trời gió đó, ngói cho nó vớt xuống. Ngay đất mụn luôn á, mà nhà hên. Ổng chờ chút xíu chết con không? Nên là có cái mụn, có cái mụn. Chắc hai vợ chồng cũng gán làm lắm không? Thì đúng rồi. Nhưng mà làm rồi lo cái ăn không? Lo ăn không? Không phải. Không lo nhà cửa đồ đâu. Với lại nhiều khi mình làm nhưng mà nhiều khi nó đau nó bệnh. Đau bệnh rồi nhiều khi. Nè thằng này cũng có mấy tháng trời nè, mới hết á. Đi làm ở bệnh viện xong rồi về tới cái mặt nó sưng, hết thấy đường đi luôn. Sao dữ vậy? Không biết nữa, cái người ta nói nó bị viêm qua hàm vậy đó, đi xuống chi tôn vậy đó. Giống bữa viêm qua hàm là giống như quay bị. Dạ, quay bị. Uống thuốc cho 1 tháng rưỡi, 2 tháng chờ cô đó. Với lại nhiều khi mình làm mình không biết tính á. Nhiều người ta làm giỏi, người ta tính nữa, tính nó quan trọng lắm. Dạ. Một người tính mình chính người làm á. Đúng rồi. Cho nên cứ phải ngồi tính thôi, khỏi đi làm. Tính. Giá nó nhiêu mà 200 ngàn mình ăn 100 thôi, còn 200 rưỡi. Đừng biết mình tính. Để dành. Mình tính là mình sẽ mau giàu. Đúng rồi. Mà không có tiền lấy gì tính. Rồi tính. Mà chứ thật sự mình đi mình thấy cũng có nhiều người khó khăn nhưng mà nhiều người ta không chịu làm. Yeah. Người ta hay nhậu nhẹt rồi á. Đúng rồi. Người ta bài bạc đủ thứ chưa. Đúng. Còn nhiều người thì cũng chịu khó lắm nhưng mà xong chứ mỗi người mỗi số vậy á. Ta làm cứ quần quật năm qua năm là cũng không có dư. Còn nhiều khi là do không biết đường tính. Rồi nhiều khi bệnh đau rồi đủ thứ. Với giờ cũng thất nghiệp nhiều ha. Dạ. Yeah. Ừ. Ông xã chị ngày nào cũng đi làm tới tối mới về vậy hả chị? Dạ, nhưng khi người ta mướn mà người đi không mướn thì ở nhà.
ở nhà rồi là có làm gì được kiếm thêm không? Có làm gì, tao không mướn mà phải ở nhà vòng vòng chứ làm gì giờ. Không có đất đai, không có gì làm. Ừ, không có đất. Không có điều kiện làm. Ví dụ mình đi làm, một tuần đi làm 2-3 bữa gì, nhưng mình về nhà mình có đất, mình làm canh tác, mình làm 4 bữa gì đó không? Mình bán bộ đồ thêm, kiếm thêm thu nhập. Hoặc là có tiền được chạy làm xe. Ông này, đi thành phố, cho nên ông đi chở trong mặn cũng được mấy tháng gì, ông nói thôi mặn hoài, mặn quỷ không được, không gì vậy. Đi lên chở là làm công việc gì chị? Ông đi làm mướn nhà ta, ông làm trong công ty á, rồi lương tháng 7 triệu gì đó, rồi ông mặn được cả tháng mấy gì đó, ông đi về. Em đây thì em đi mặn ở đây. Nhớ vợ con quá anh về hả chị? Con không còn đỡ, cũng nhớ không? Nhưng mà sáng giờ em thấy đi đỡ một cái là nhà nào cũng con đứa hai đứa. Dạ. Thôi hai đứa là đủ rồi, chứ không có đẻ nhiều đâu. Không đẻ nữa hả? Không. Đẻ hai đứa là dữ lắm rồi. Đẻ nó đi, bà này bà đẻ 7 đứa nè. Thôi. Em không có giàu. Em thấy nhầm người. Đẻ nhiều giàu đó. Em thấy nhầm người, con lóc bóc lóc bóc 6, 7 đứa. Con. Mẹ đi như 7 đứa nè. Em thoát được 4 clip rồi, clip thứ 5 em dính nữa. Chị tin không chị? Không, hay là không? Ba có tin đâu. Ai tin? Trời ơi vậy mà. Mẹ chứ bộ. Nhìn gì mà 7 đứa nào hả? Đào giờ ai mà 7 đứa nhầm đường. Ai ta xin đứa hai đứa tao sợ muốn chết. Nè. Bằng tuổi em nè. Bằng tuổi luôn đúng không? Em lớn hơn. Tuổi là lớn tuổi vậy mấy? 3 tuổi 89. 89 hả? Sao nay nó 35 33 mấy? Em 89. 89 hả? À. 89 thì 34 hả? Thấy không, nói đâu ai tin được. Em tưởng em thoát rồi, cũng dính rồi. Con bác biết không, đi thăm những cái gia đình gì nè, nhiều khi mình thấy nhiều cái chuyện buồn lắm, thương lắm. Cho nên cố gắng nói chuyện vui vui cho nó có tinh thần. Chứ mà tới mà còn khóc hoài nó cũng tội nghiệp lắm. Nhiều khi bà con bác cũng coi, bà con bác cũng khóc theo. Cho nên mà tới mà gặp nhà mà gặp giống như em gái thì nói chuyện vui vẻ vậy thờ. Nói chung là cũng gắng làm, nhưng mấy số nó khổ rồi, giờ sao giờ ngồi đó không lang thang khóc. Đúng rồi. Đúng không? Mình dám mình mặn vui lên tới chứ người ta. Vui hả? Người ta vui được mình vui được phải không? Vui được mình cố gắng mình vui. Ai muốn là mình đi à. Ta vui được nhiều mình vui được nhiều không? Ừ. Nhưng mà chị này chỉ vui anh ha. Nãy giờ vô chỉ năng lượng lắm luôn, chị nói chuyện sơm rơm rã lắm. Có gì đâu. Chắc tao cần YouTube nữa. Cảm ơn đi. Vui vẻ rồi. Bây giờ cái thang khổ, thang nghèo biết làm được gì giờ? Đúng rồi. Dạ. Mình dán, mình mặn, mình cố lắm, gắn lên chứ bộ. Chứ mình đỡ đâu có phải muốn nghèo hoài. Hay, nhưng mà em đang hộ nghèo hả? Ừ, em cặn nghèo. Cặn hả? Ừ, cặn à. Cặn chứ chưa nghèo không? Chưa. Mỗi lần em nghèo, giờ tao cho em cặn à. Cặn hả? Lên rồi. Cho lên rồi, chạy đi lên cũng được nữa. Tấm khóc nghèo phải không? Ừ, khóc cũng được, em còn khoái nữa. Khoái em dán mặn cho nó lên. Bởi mà nó không lên, không lên thì nó xuống luôn. Hai người giác bự lên bằng tiếp lại lên à. Đúng rồi. Nhưng mà đi làm chắc cũng không có sợ làm, đi làm nó đi thành phố. Nó lấy nó đi thành phố. Thành phố nữa hả? Ráng học lên đi rồi đi lên Sài Gòn làm. Nhưng có cái ăn thì lo, cái mặt thì lo được. Thôi cho ráng cho nó học đi. Đúng cho rồi. Biết chữ đi, ít gì cũng 12. Dạ. Yeah. 12 thì biết chữ, biết nghĩa, biết đường, biết xá, biết đây kia, biết nãy nọ, rồi biết đường tính toán. Dạ. Yeah. Ví dụ em làm gì anh nói ví dụ một cũng là một công việc đó. Mình cũng đi làm mướn, người ta cũng đi làm mướn, nhưng mà người ta được học hành đó, người ta biết tính hơn. Yeah. Thậm chí là ví dụ người ta lãnh lương ra, người ta cũng 10 triệu, mình cũng 10 triệu, nhưng mà người ta biết tính toán. Ví dụ người ta biết tính xài nhiều, rồi gửi đâu nhiêu để tích góp làm sao sao để có lợi, nó cũng đỡ hơn. Yeah. Thiệt. Cái đó là anh chắc chắn luôn á. Cho nên là mình thì đời mình vậy là thôi rồi, mình không có cơ hội để học hành, mình không có học được cái nghề, cho nên là thôi ráng mình làm lụng để cho hai đứa con nó học. Mà quan trọng hai ông nội này biết chịu học không nè. Nó học cũng khá mà. Học khá, nó nói vậy. Hai đứa chịu học không? Nó nói với em á, theo mẹ ơi mình học hoài nhưng mình có tiền, mình có chân có cẳng thì mình còn đi vô ngành này thêm kia được, còn mình không có tiền rồi lấy gì mẹ vô ngành này kia được. Đâu có, chỉ cần học giỏi là được à. Đâu có gì đâu. Con học giỏi là thấy nhà mình đi không? Giờ nhà tôi khó khăn quá không? Bây giờ tôi đi ngang thấy nhà đó khá quá, tôi xe hơi tôi phải gắng học cái chừng nữa. Tôi phải xây cất được cái nhà đó, mua xe hơi cho cha mẹ tôi đi. Đó. Phải gắng cố gắng lên. Còn bản thân tụi con không gắng cố gắng là tụi con sẽ như là cuộc sống nó cũng sẽ khó khăn như ba mẹ đó. Mà khó khăn như vậy mà mình khó khăn từ nhỏ rồi, chừng nữa mình có vợ có con nữa, khó khăn nữa cũng thấy là cực lắm. Thấy không? Hiểu gì không?
Cho nên bây giờ tụi con gắng học cho thiệt giỏi đi. Không hiểu thì cố hết sức có thể là được. Thì về coi kênh của cô Thị Kim Khiết rồi nghe chú nói thì từ từ coi nên coi từ từ sẽ hiểu. Đọc đá không có cái gì đương rồi coi. Không có à? Dạ em đâu có điện thoại cảm ứng đâu, cái đó nhà nước nó gắn cho đó mà có dạ. Điện thoại đâu coi. Ủa nhà nước gắn cho wifi luôn hả? Ờ, hộ nghèo đó khởm tôi cho đó rồi có điện thoại đâu coi. Sao không kêu người ta cho cái tivi luôn chị? Chờ chờ dễ gì à. Nó chứ cái này cũng không thì thấy mình nói vậy thôi chứ cũng tùy ý thức mỗi đứa. Chứ mà cô không biết sao. Mà chú cũng hy vọng là sau này mà có duyên gặp lại đâu đó hai đứa con nói con tên gì? Toàn. Con Toàn, con tên gì? Đồ. Đồ hả? Đó, con nói là dạ chú con vừa con là Toàn nè, rồi chỗ đó chú ghé thăm con mà giờ con là giám đốc kinh doanh hay là giám đốc nhân sự giờ của hãng này gì đó, thấy không? Hoặc là con ông chủ của con là vợ chủ cửa tiệm này cửa tiệm kia. Được mà. Đó, gắng cố gắng. Cố lên phải học mới được. Đừng nghĩ là mình phải quen biết hay là mình có chân này chân kia không cần đâu. Con thấy cái tấm gương chú Thái nè, trước là chú Thái làm nghề sửa xe đó. Nhưng mà chú Thái là phấn đấu, giờ chú Thái là một YouTuber nổi tiếng khắp miền Tây luôn, con biết không? Một cái clip mà chú đăng lên là ít gì 1,000 người xem. Con biết không? Con giỡn con. Con tiện đó nha, không có giỡn nha. 1,000 người xem rồi uy tín lắm đó hai đứa con. Đừng có giỡn à. Chịu không? Cố gắng. Thấy thương vui vẻ, cố gắng có được cái suy nghĩ tích cực là mình sẽ làm được cái chuyện tích cực. Nãy giờ mấy chú nói giỡn nó cười nhưng mà đó là sự thật đó nghe con, chứ không có giỡn. Không, chú hồi đứa chú khổ không con nữa. Chú hồi đi học lớp 12 bị lớn vậy nè. Thiệt luôn á. Rồi sao giờ bự vậy anh? Thì học xong 12 mấy gì thì chứ có gì thì học xong 12 là đi vô học là ngồi mấy đứa nhỏ mấy bạn trong lớp chú nói là đứa nào dắt em theo á. Thiệt, từ nhỏ tới lớn là chú học là nhỏ nhất lớp. Sau này mới lớn. Nhưng mà chú không có giỏi, chú thật sự chú không có giỏi như những bạn bè của chú. Nhưng mà chú được cái là chú có ý chí, chú cố gắng. Tại vì từ nhỏ là mình đã giặt đồ cho cha mẹ rồi. Là mình thấy cái bộ đồ của cha mẹ đi làm là về là nó rách rưới rồi, nó lắm bùn, lắm nó dơ lắm. Có nghĩa là cha mẹ mình cực khổ lắm. Cho mình phải gắng cố gắng của nhà mình, mỗi khi mình nhà nó dột rồi khi mình gồi cơm nước này kia rồi nhiều khi thấy bạn bè sớm hoặc là họ hàng người ta ăn uống gì mình thấy thèm lắm, cho mình phải gắng cố gắng. Còn không gắng cố gắng là sau này mình sẽ rất là cực đó, cái đó là do mình chọn thôi. Mình miễn mình cố gắng, mình không giỏi nhưng mình có sự cố gắng là mình cũng đỡ hơn. Còn mình mà không cố gắng nữa là cái ý chí nó quan trọng lắm. Còn mình không cố gắng nữa là coi như là giờ cuộc sống đó là khó khăn là do mình chọn. Giống cô Thị nè, bữa cô Thị chia sẻ chú con vừa nè, trời ơi, hai chồng cô chú là đi bán đồ lẻ và đồ quần áo ở ngoài đường luôn đó. Có thời là cô chú cũng làm ăn cũng khá, nhưng mà có thời cô chú cũng phá sản, phải đi làm cái chuyện này chuyện kia. Có thể là nhiều người ta sẽ không chấp nhận được luôn á, nhưng mà không kể hết rồi kìa, tôi phải gắng cố gắng. Không có câu chuyện đó là câu chuyện những cái chuyện đó rất hay, mình cảm hứng đó, mình truyền cảm hứng chứ. Đó là có những cái chuyện là em không thể chấp nhận được mà em sẽ bị cái sự mặc cảm á, và mình cái tôi mình á, rồi nhiều khi mình không chấp nhận được á, nhưng mà không sao, tôi trước là chủ cả nhưng bây giờ tôi khó khăn quá tôi phải làm lại từ đầu. Thì từ từ em mới lấy được lại như ngày hôm nay, chứ mà lúc đó mà vợ chồng em buông rồi đi về đi làm xí nghiệp hay làm gì kia rồi biết đâu có được như ngày hôm nay. Thôi mình nói chuyện nhỏ, mình nói chuyện mấy vấn đề lớn quá nhiều khi chú xin lỗi. Nhưng mà chú nghĩ hay nghĩ dạ. chú hy vọng là con tụi con sẽ lớn xíu nữa tụi con nhớ lại mấy lời chú nói, tụi con nghĩ, tụi con hiểu. Hồi xưa đâu có ai mà giảng dạy chú vậy đâu, đâu có ai chỉ đâu. Rồi giờ tụi con hiểu chưa? À. Giờ chưa hiểu, hiểu lại hiểu lời sao nói xương lại coi chú Khương nãy giờ nói mình mục đích là cái gì? Mục đích là để cho con học rằng mốt con thành tài. Cố gắng, nói chung là cố gắng hết sức. Hiểu đó. Thành tài chứ đừng thành công. Không có bỏ học giữa chừng nha con. Dạ. Học tới nơi tới chốn. Cố gắng đi, chứ cha mẹ làm cực lắm. Thiệt đó, mình phải con người mình phải mình có thành công không, mình phải biết chữ hiếu. Mình có chữ hiếu á là mình thấy mình thương cha mẹ là mình sẽ cố gắng à. Còn bản thân mình cực như thế nào là mình gắng thôi. Nhưng mà thấy cha mẹ cực từ từ giờ cha mẹ còn trẻ nhưng mà sau này cha mẹ lớn rồi á là cha mẹ làm không nổi nữa đâu.
không lo cho mình được đâu ha. Rồi rồi, cô thôi lì xì. Cô lì xì cho hai anh em nha. Rồi gắng cố gắng nha. Dạ. Rồi giờ cô chú về nha, hẹn gặp lại. Dạ. Nhưng mà học giỏi là được loại gì? Học giỏi. Được loại giỏi không, mà loại gì? Giấy khen của con loại gì? Có giấy khen không? Có. Loại gì? Loại khá. Loại khá, còn con loại gì? Loại khá. Loại khá, gắng cố gắng năm sau mà giỏi lên đi, biết đâu tôi xem xét tôi làm cho cái học đổi đời. Đủ mới được. Ráng nha. Không phải chứ Phương hứa rồi kìa. Mày gắng cố gắng. Ha. Rồi cô chú về nha. Dạ. Dạ. Rồi. Chúc sức khỏe. Dạ rồi, tụi em cũng xin nha. Kết thúc clip bữa nay ở đây luôn. Dạ xin chào bà con cô bác. Hẹn gặp lại bà con cô bác trong clip tiếp theo ạ. Quý bà con bác nha. Dạ bạn Thái có nói gì vậy bà con bác chưa không bỏ qua nha. Dạ chồng đi không lại.